Bị chửi vì hỏi giá nhưng không chịu mua hàng, cô gái cầm gậy rượt đuổi người bán. Một cô gái điều khiển xe máy đi đến quầy bán hoa quả và hỏi giá nhưng sau đó không mua. Người này sau đó bị người bán hàng liên tục mắng chửi. Không chịu nổi, cô gái đã xuống khỏi xe, cầm gậy rượt đánh người bán hàng trên phố. Quá sợ hãi, người phụ nữ bán hoa quả đã vội vàng bỏ chạy. Chưa dừng lại, vì quá tức giận, cô gái này còn tiến về phía quầy hàng rồi dùng gậy đập nát hoa quả để trút giận. Sự việc xảy ra đã thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của người đi đường tại Trung Quốc. Tuy nhiên, không một ai dám lại ngăn cản. Đoạn clip này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm và chú ý.